Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Peo. Hôm nay chúng ta đã bắt đầu với chuyên mục sinh tồn nông trại các bạn ơi. Đợt trước thì mình có chơi mắt này, nhưng mà tuy nhiên chỉ chơi một mình thôi. Và để mà mua được căn nhà kia, mình nhớ không nhầm tận 1.000 đô cơ. Cần 1.000 đô để mua căn nhà kia các bạn ạ. Và với một mình thì để mà mua được căn nhà kia khá là khó. Hôm nay là tôi đã rủ thêm 3 người nữa. Đây, có một người khá là có mặt, đó là Nabi Chan. Alo, Nabi lên mic nào. Alo, chị ăn, alo. Hôm nay thì mình đã rủ thêm Nabi và cộng thêm bạn Bạch Xà và cả Alucard nữa. Đấy, để có thể sinh tồn nông trại bạn ạ. Nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ đi trồng các thứ đấy, trồng cà chua, trồng ngô gì đấy. Làm sao bán được càng nhiều tiền càng tốt, xong rồi gom tiền lại. Gom tiền lại để có thể mua được căn nhà này các bạn nhá. Đấy, một căn nhà ở chung 4 người thôi. Chưa bảo là một mình mua được cái nhà nghe chừng hơi bị lâu đấy. Thì ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký với channel đăng ký ủng hộ mèo Peo các bạn nhá. Và nhớ cho thần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Peo, cũng như là hashtag là thằng mèo Peo và thằng Bitim, cũng như đừng quên là ủng hộ cho Nabi, chuẩn bị Nabi 100k sắp các bạn nhá. Ok. Yeah. Bắt đầu đây, chuẩn bị chiến đây anh em ơi. Đầu tiên là đây. Đầu tiên là lấy cái cuốc đất lên. Đấy, cuốc bao đất lên. Đó, thấy chưa? Xong rồi trồng hạt giống vào. Đấy, lấy hạt giống một chút phải vào, lấy cái xô nước, múc nước bên này. Đấy, xong rồi tưới nước lên là xong. Đấy. Nhiệm vụ chúng ta chỉ cần đợi để cây thu hoạch thôi. Đấy. Dành cho anh em nào. Đấy. Sao không có hạt giống mà phải cuốc đất lên? Trời ơi. Đất đã cuốc chưa? Hạt giống chuột phải vào, chuột phải vào đây. Đất này. Phải không được ra thế nào? Ủa? Em đâu có biết. Tưới nước không được này. Đưa ném hạt giống vào nào. Ném hạt giống ra đầm. Ném qua ném đây. Đây. Ném không được luôn. Sao không thấy được? Ủa? Tớ mắc à? Hay là mày thu hoạch rồi sao ấy? À mày thu hoạch rồi. Ôi giời mày trồng xong rồi đó. Đem bán đi. Hay đem bán này. Đem bán qua đây, đem bán này. Đó, qua đem bán này. Bán lúa được đây nhá. Dành cho ai chưa biết chơi thì bán lúa được 2 tiền. Bán cà rốt được 5 tiền. Bán cà chua cũng được 5 tiền, nhưng mà tuy nhiên đã trồng cà chua trồng 1 được 4 hay được 3 ấy, khá là lãi luôn. Anh em đổi hết cả cà chua nhá. Tất cả đổi hết sang cà chua. Đấy, đúng rồi, lấy mua 2 cà chua đi. Đủ tiền mua không? Không mua. Không có hai đá à? Thế thì có mấy tiền? Hai. Thế thì mua hai hạt là cà rốt đi, đúng rồi, đấy. Cà rốt tới 2 tiền một. Ừ, đấy, cứ mua 2 hạt đi, mua 2 hạt cà rốt xong rồi tiếp tục mua. Khi nào đủ tiền mua cà chua rồi thôi. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là trồng càng nhiều cà chua càng tốt, bán càng nhiều tiền càng tốt. Đây, giới thiệu cho các bạn là để mà mua được cái nhà này là cần tận 1.000 tiền cơ. Khá là nhiều tiền đấy. Anh em mà về sau đầu tư cà chua nhá, chỉ đầu tư cà chua thôi. Đừng đầu tư mấy cái khác. Đầu tư mấy cái khác lỗ đấy. Nhà đầu tư mèo Peo chỉ cần đầu tư cà chua được rồi. Tưới nước đây, đúng rồi, đó. Đấy, đúng rồi. Sao mình lại mua có đây, có hạt giống cà rốt đây. Không. Trồng cà rốt. Rồi, tưới nước. Rồi. Cái này là khi nào anh nói khi nào cái này nó còn hiện cái phần nước là mình tưới hoài luôn hả? Không, múc nước đi tưới đi. Em tưới rồi gì nữa? Đấy, tưới rồi gì? Tưới xong rồi. Tưới một lần thôi. Tưới một lần thôi. Ok, đợi thu hoạch đi. Sao vậy? Bên này thì có tiền. Không, đem tiền em mua cà chua đi. Đem tiền mua cà chua đi. Cứ trồng cà chua nhiều vào, mọi người cố gắng kiếm nhiều tiền vào, tích lũy tầm khoảng 250 đồng thì gửi anh. Đó. Mỗi người 250 tiền là được mà. Cứ trồng cà chua nhiều vào, cố gắng là đủ để mua cà chua được. Đó, đó. Không cần mở rộng thêm đất đâu. Bao đất chắc là cũng nhiều đấy. Cà chua. Không cho vứt đồ. Ôi nhờ, bát này không cho vứt đồ nhờ. Rồi sao ta? Anh vừa nhận ra bát này không cho vứt đồ. Ok kệ okay đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử thách, đó là ai là người mua được nhà nhất vậy. Để coi xem ai là người mua nhà này nhất. Chứ bát này không vứt được đồ ta. Đúng rồi. Vứt đồ cái mất luôn này. Thôi xong rồi. Biệt phải chơi ngu rồi. Chết tôi. Hết tiền rồi sao rồi? Để béo chơi ngu rồi, đời hết tiền rồi. Vứt đồ cái mất tiền rồi, giờ sao giờ? Ê, từ, Nabi ơi, cho anh mượn đi thu hoạch cái. Cho anh thu hoạch ké với. Gì? Cho anh thu hoạch ké với, anh hết tiền rồi. Trời đâu, em mới chậu mà, chưa có thu hoạch được. Ê, cho anh xin ké quả này nhá. Anh lỡ tay vứt nhầm cái quả cà rốt rồi. Trời đậu, anh cho á. Cho mượn tí vốn để làm ăn. Chưa, toàn... nó chưa có lên mà. Cái anh hắt lên này. Cái anh hắt lên này, cây cà chua. Cà chua. Được, cà chua ở lại đây, hợp lý này. Có cây lúa kìa anh. Không, anh lấy cà chua thôi. Đấy, cảm ơn nhá, được 3 quả cà chua rồi. Ok.
luôn. Rồi bây giờ để coi xem ai sẽ là người đầu tiên mua được nhà trước các bạn ơi. Tăng tốc lên. Bán cà chua được 15 tiền này. Đó. Tích tiểu thành đại. Mua hạt giống cà chua. Mua 3 hạt giống cà chua đấy. Bây giờ chỉ trồng cà chua anh em ạ. Trồng cà chua là nhiều tiền nhất, lãi nhất. Anh em có thể nuôi heo cũng được, nhưng mà nuôi heo thì mình nghĩ là phải lâu dài mình có lãi cơ. Còn cứ trồng cà chua là lãi nhanh các bạn ơi. Auto trồng cà chua để coi xem ai sẽ là người mua được nhà đầu tiên các bạn ơi. Uầy, bên này giờ mới biết là map này bắt là không cho vứt đồ các bạn ạ, thành ra là không chuyển tiền được rồi. Tại sao bạn chủ bác không làm cái ngân hàng nhỉ? Kiểu như ngân hàng để chuyển tiền chẳng hạn đó. Hay là khu giao dịch chẳng hạn, khu giao dịch để chuyển tiền thì nghe phải hợp lý. Trời ơi mẹ. Để coi xem. Ui mấy hàng xóm. Ui hàng xóm Aluka có vẻ giàu ấy à. Ai xả trông có vẻ giàu đó. Ê ôi trồng cà chua rồi. Cà chua thoạt được rồi các bạn ơi. Tích 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 cực tích cực. Tích cực trồng cà chua. Thằng Nabi thế vẫn trồng cà rốt đấy kia. Cà rốt lỗ đấy em. Có đủ tiền đâu mà mua ăn từ từ. Em phải mua cứ 3 hạt cà chua bà. Mua 3 hạt thôi bà. Đó 1, 2, 3. Đó. Lần này mình mua 6 hạt luôn. Đã tiền không nhiều mua cà chua hoài cũng từ từ chứ alo. Ê, bán cà chua lãi nhất mà. Anh nghiên cứu rồi. Công trình nghiên cứu lĩnh vực kinh tế nông nghiệp của mèo Peo. Đã chỉ cà ai rằng cà rốt lãi mà. Cứ trồng cà rốt đi. Cứ trồng cà rốt đi xem ai lãi nhanh hơn. Người ta công trình nghiên cứu rồi hiểu không. Vấn đề là cà chua em trồng 1 được 3 phải không? Đấy, em mua 4 mà em bán được tận 15, tức là em lãi tận 11 rồi, đúng không? Nói bài toán kinh tế hiểu chưa? Rồi, bỏ ra 4 tiền mà thu lại 15 tiền, tức là em lãi 11 tiền. Nói hiểu vấn đề không? Đó, bài toán kinh tế. Uầy, 1.000 tiền là nghe chừng nó cũng lâu các bạn ạ. Không có dễ đâu. Uầy. Để có cách nào mà à đúng rồi anh nhớ ra rồi à có cách rồi bây giờ nhá mấy đứa quáng đi kiếm tiền cho anh sau ấy qua khu nhà anh mở đất hợp lý không đúng không đúng rồi mở đất cái này mấy đứa làm 50 tiền một đất nhá 50 tiền một đất hợp lý đúng rồi này qua ông nào mà có bây giờ nhá cứ tích lũy tổng khoảng 50 tiền xong rồi qua khu nhà anh mở đất để trồng thêm đó cái này mấy đứa qua khu nhà anh này đấy mở thêm đất này để có thể trồng thêm cà chua hợp lý luôn đấy chuyển tiền một cách nhanh chóng. Bạn nào mà có đủ 50 tiền rồi thì qua nhà anh mở đất nhá để anh trồng. Ok đấy qua nhà anh đi mở đất đi mở thêm ô đất mới hợp lý thì mình chỉ về mua cà chua thôi đó mình sẽ mua tiếp hạt giống cà chua bạn ơi. Uầy thông minh quá Nabi bao tiền rồi hết tiền rồi. Trời ơi, sao đấy không? Đấy, tại vì em trồng mấy cái linh tinh mới hết tiền bơ. Chứ trồng cà chua, trồng cà chua nào lãi này. Anh đã dự anh lãi một đống tiền rồi. Trời ơi. Đây em có mới có 15 à? À, bị. Uầy, anh có thêm vào đất rồi. Đấy, trồng cà chua. Uầy, hợp lý bạn ơi. Thế này chẳng bấy mà giàu này. Đó, anh em đầu tư đất vào đây. Đấy, anh em cứ đầu tư được. Đúng rồi. Đây là chúng ta chuyển qua bài toán đầu tư đấy, tức là nhà đầu tư Alucard và nhà đầu tư Bạch Xà đấy sẽ đầu tư vào đất của mèo Peo đấy, sau đấy thì mèo Peo sẽ chia nhà cho khu vực để ở hợp lý không. Ui đấy, mèo Peo đang cố đầu tư bạn ơi, anh em qua đây đầu tư này, đầu tư đất làm ăn này đấy, mèo Peo đang kêu gọi đầu tư. Qua đây đầu tư làm đất này xong rồi lúc tôi xây nhà tôi cho anh em có chỗ ở đây hợp lý không. Chiến dịch đầu tư đó. Thấy chưa bơ 95 tiền rồi các bạn ơi. Mình sẽ đầu tư thêm mảnh đất nữa. Ồ, không, để anh em đầu tư đất thôi. Còn mình sẽ tích tiền để mua nhà hợp lý. Ui nãy giờ Nabi chưa thấy có mảnh đất nào ở đây nhá. Không có nhà ở đâu. Cắm đất vào đây đây. Mới có 27 tiền à. Mua gì mà còn 27 tiền. Là toàn trồng cà rốt hay gì mà nghèo thêm. Đâu em mới thu hoạch đấy. Bán nhưng mà mua ít thôi, đừng mua hạt giống nữa, bán bên này nè, trời ơi. Bán xong rồi để 50 tiền nữa, đừng có mua hạt giống nữa. Bảo sao là nghèo, ôi rồi ôi. Tả 2 tiền ra mở đất tiếp thôi, qua mở đất tiếp luôn, qua làm thêm lô đất nữa để anh trồng hợp lý. Trời ơi, phải mua thêm hạt giống, nhiều hạt giống quá. Đấy, anh em nào có tiền cứ ra đây đầu tư mảnh đất này, đó. Sau này có lãi các thứ anh em chia nhau, chả hợp lý luôn. Uầy. Đấy, hiện tại mèo Peo đã có 6 mảnh đất rồi.
Đấy, gồm có nhà đầu tư Alucard và nhà đầu tư Bạch Xà đã đầu tư ở đây. Trong cái đấy thì Naobi vẫn chưa thấy đầu tư gì cả. Có rồi. Ra đây đầu tư mảnh đất này bạn ơi. Ra đây đầu tư mảnh đất. Nào, 50 tiền đây mảnh này đấy, 50 tiền một độ mảnh. Đó, chưa phải vào. Chưa phải vào. Trời ơi. Đấy rồi, đó, thế rồi. Đó rồi nha, đầu tư rồi nha. Ok nha, ok là rồi, ghi nhận nha, đầu tư thêm lên. Để chia 1% phải không? Đầu tư càng nhiều thì phần trăm sau này càng nhiều. Bài toán kinh tế. Anh em cứ đầu tư đi, hiện tại là quỹ team Apple hiện tại đã có tổng khoảng là hơn 100 tiền rồi. Đấy, bán chỗ này đi cũng khá là nhiều tiền đấy. Ui, năm nay thu hoạch là làm ăn tốt quá. Đấy, anh em cứ quay đầu tư đất này. Trời ơi. Hợp lý luôn. Đấy, chẳng mấy mong luôn nhà bạn ơi. Đấy, làm ăn phải có chiến dịch đầu tư các thứ. Kêu gọi nhà đầu tư, anh thấy hợp lý không? Rồi, ôm. Sắp có nhà rồi, bị ơi, bán ơi, bán cà chua thôi. Ok anh. Đây, mua thêm hạt giống nữa. Ui, bây giờ đất càng ngày càng nhiều bạn ơi. Hạt giống phải mua không đủ luôn. Anh em cứ tức tiền đi, xong rồi đem đây mua đất. Qua đây mua đất là hợp lý. Ở ra mua hạt giống. Không thì anh em mua hạt giống trồng luôn nhà anh cũng được. Đó, là cũng hợp lý luôn nhở. Anh em đem hạt giống qua trồng luôn, đất nào còn thừa trồng luôn cũng được. Đó, đầu tư cả hạt giống luôn, anh Đức mua hạt giống. Hợp lý không? Bài toán kinh tế đã phải giải quyết rồi. Đó. Hiện tại đầu tư gần 200 tiền rồi nhá. Gần 200 tiền rồi. Nhanh quá. Đấy rồi. Úi giời bố, thu hoạch thôi. Ôi trời, chơi tới cây à, quên không tới à, chết tớ. Nhiều việc quá, quên không tới. Úi trời ơi. Ok là. Rồi, Alucard vừa đầu tư thêm mảnh đất này. Phần trăm của Alucard đang là cao nhất đấy. Đấy đúng rồi, đấy, cứ dành tiền đi, xong quay đầu tư với anh đấy. Mèo Béo vẫn đang tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nào mà muốn có lãi nhanh thì cứ đầu tư vào công ty nông nghiệp Mèo Béo. Công ty nông nghiệp và nông nghiệp và phát triển Mèo Béo không Béo. Em gái nữa nha. Em phải tập đoàn đấy, rồi lên tập đoàn. Rồi nha, em bảo bố nữa rồi đó. Tập đoàn đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn Mèo Béo không Béo. Ui, nghe xịn đâu. Trời ơi, nghe tên quả tập đoàn đỉnh cao các bạn ơi. Chuyên đầu tư về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ui, đẳng cấp ông. Đầu tư đây. Đấy rồi, ui, số lượng mảnh đất là càng ngày càng nhiều. Ui, hết giống rồi, anh hết giống rồi, quá giống không? Trồng lên đây. Anh hết giả giống rồi, nhiều quá. Bạn nào có hạt giống thì cứ qua đây với trồng nữa. Anh đang tự hình đang hết cả hạt giống này. Nhiều đất quá, mua không kịp luôn. Trời ơi, năm nay làm ăn phát đạt quá. Ôi, đến nay chả mấy mà mua nhà. Thoát cho này đã, ui, hết cả hạt giống luôn ạ. Ông nào còn dư tí tiền lẻ ra mua cà chua trồng ở đây này. Ok, bán. Đầu tư quỹ đất là không bao giờ lỗ cả. 39 cà chua, wow, quá nhiều tiền luôn. Bán. Dâu rồi, 300 tiền rồi. Vâng, hơn 300 tiền rồi. Gần 350 tiền rồi. Wow, quá giàu luôn. Mua cà chua trồng tiếp. Anh em đừng mua dưa hấu nè. Đừng để lừa, dưa hấu đắt tiền nhưng mà mua phế lắm. Anh em đừng mua dưa hấu. Tôi đã có công trình nghiên cứu rồi. Là mua dưa hấu chỉ có lỗ thôi. Thật ra là lỗ thì không lỗ đâu, nhưng mà lãi chậm, hiểu không? Và nó không có lãi nhiều. Muốn đầu tư lâu dài thì có thể mua heo cũng được, nhưng mà thôi đừng mua heo. Mua heo khả năng thu hồi vốn lâu lắm. Anh em mà cứ đầu tư cà chua cho tôi lãi nhanh cái thứ. Về lâu dài tất nhiên là heo ngon hơn. Tới cây rồi, anh em tới phụ cái. Tới cây phụ cái, ôi nó lắm việc quá. Ôi dồi, bây giờ cho này nhiều việc quá. Anh em đừng thu hoạch cà chua nhá, để anh thu hoạch thôi. Đừng thu hoạch hộ không có tiền đâu, hiểu không? Anh em chỉ trồng thôi, còn việc thu hoạch để anh. Chứ anh em mà thu hoạch ấy là không có tiền đâu. Bởi vì tiền phải thu về quỹ chính mà, để mua nhà mà. Đó. Hiện tại có khoảng hơn 300 tiền rồi. Đừng thu hoạch nhá. Chỉ tới cây phụ thôi. Rồi, cây nào tới rồi, cây nào chưa tới. Cây nào còn nước ấy, tới đi để mua hạt giống rồi. Trời ơi, hạt giống lại hết rồi. Cây nào chín rồi để anh thu hoạch nhá. Ok. Ủa, nhém bấm nhầm thu hoạch. À bê, 400 tiền rồi. Wow, giàu quá, 450 tiền rồi. Vâng, 450 tiền rồi bạn ơi. Mua thêm hạt giống đã, trời ơi.
phải mua thêm phải mười hạt giống ạ. Alo alo. Ơi. Em hết hạt giống đi, hết tiền rồi, giờ sao anh? Về cho mua lại nhà đi. Còn đâu mà trồng. Thôi tặng một cái đi, thế đi. Thôi tặng một cây đi xong rồi lấy vốn để qua nhà làm tiếp. Ê, ông nào hết tiền thì lấy một tặng một quả đi. Ok, về nhà làm tiếp. Để cho anh. Về nhà tích vốn tiếp đi, xong qua đây tiếp. Đó, anh em cứ về nhà phát triển kinh tế đi, xong quay đầu tư. Ok. Chỗ này cứ để anh lo. Anh em chỉ phải bơm tiền vào thôi, còn lại anh giải quyết hết. Cứ việc thả vốn vào đây, béo béo giải quyết được. Ôi. Nhiều đất quá. Hiện tại là mèo béo có 10 đêm 9 là 11 lô đất rồi. Có 11 lô đất nông nghiệp rồi. Ê, 13 rồi, vâng. À, 12 rồi. Hiện tại là lô đất nông nghiệp nâng lên 12 bạn ơi. Đã nâng lên 12 rồi. Ôi, còn không kịp thu hoạch luôn. Wow. Bây giờ lên tận 12 đất nông nghiệp rồi. Úi giời ơi, giàu quá. Thu hoạch. Tiếp thật bây giờ là 48 này. Ồ, vẫn còn dư hạt giống. Trồng tiếp. Bây giờ trồng tiếp. Ôi giời ơi, lắm thế. Trồng. Anh em nào mà muốn làm giàu thì cứ đầu tư vào đây nhá. Ui, không hết hạt giống rồi. Trời ơi, nhiều quá. Không rồi, hết hạt giống rồi, từ tưới cây đã, tưới tạo chỗ này đã. Bây giờ là tưới chỗ cây bên này đã. Sau đấy thì qua bên kia mua hạt giống tiếp. Rồi anh hết cả hạt giống đã, trồng không kịp luôn. Sợ thật. Trồng không kịp luôn. Ông nào có hạt giống đem qua đây trồng cũng được. Ok, lại thêm một lô đất rồi. Uầy, lại thêm một lô đất nữa mà không có hạt giống mà trồng luôn, phải mua thêm hạt giống mới được. Phải chè. Ủa, giàu quá. Để coi xem bao tiền lên. Uầy, để đếm là 1.000 tiền, tức là 10 set đâu, khoảng 10 set và 10 tiền lẻ nữa là đủ 1.000 tiền. Hiện tại là có 1, 2, 3 này, 4 này, từ, đó. 4, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Ui, hơn 700 tiền rồi, vâng. Doanh số hơn 700 tiền rồi. Dâu ơi, vâng. Hơn 700 tiền các bạn ơi. Biết béo sẽ mua thêm hạt giống. Ui, mua tiếp, trồng tiếp, đầu tư phát nữa. Lần này mua hẳn 24 hạt giống luôn. Về trồng tiếp. Wow. Nó vẫn bao nhiêu công gỗ rồi anh, alo. Bao nhiêu gì, đất đấy. Bây giờ là tận 13 lô rồi, 13 lô rồi, em ơi. Ok anh. Nào bị đầu tư nhanh lên, sắp kết thúc gọi vốn rồi, nhanh lên, sắp đủ 1.000 tiền rồi, đầu tư thì đột nhanh lên, mà lấy phần trăm. Sắp xong rồi, em hai mảnh rồi nha. Trời ơi, bên này sắp lên tận 13 mảnh, 14 mảnh rồi đây. Từ hộ anh kèm, giúp anh với, ok. Đậu không? Trời ơi, Nabi đầu tư của này lỡ mất thời cơ rồi. Phải chấp lấy thời cơ ngay chứ. Em trồng ít mà. Người ta kêu gọi đầu tư như thế rồi. Nghe bao nhiêu nhà đầu tư vào rồi này, bao nhiêu lô đất rồi. Đây, qua đầu tư đây, ok anh, đi qua đây. Ê, con đây, nhớ đúng chỗ nè, nhớ để đúng chỗ nè. Đây à. Ờ. Rồi bên này, đi qua bên này nè, pa, đi qua bên này, đúng rồi đó. Rồi, đó, ô, dứt. Ok, rồi. Đi trồng tiếp đây. Lại hết thóc, hết lúa nữa này. Ôi, kiếp thật, thu hoạch không kịp luôn á. Nhiều quá, tưới hộ anh với, tưới hộ cây anh với. Tưới cây với, trồng cây ra. Tưới rút, nhiều quá. Nhiều quá. Ui, còn hết cả hạt giống này, ui. Hình như là sau là đầy đủ rồi này, khi đủ tiền rồi. Tưới á, để coi thử nào. Hình như là thu hoạch nốt đợt này đủ tiền đấy. Wow, chỉ cần nốt đợt này là đủ tiền này. Mình thấy là sắp đủ rồi đấy. Anh em mà sắp có nhà anh em ơi. Sắp mua nhà rồi. Sắp có nhà rồi. Wow, đầu tư có lãi nhá anh em nhá. Anh em chuẩn bị lấy phần trăm đây. Ai đầu tư nhiều được phòng rộng, ai đầu tiết được phòng bé. Đó, rõ ràng luôn. Đúng không?
đầu tư nhiều được phòng rộng là đương nhiên đúng không, còn đầu tư ít thì được phòng bé. Ôi trời ơi, người ta bỏ tiền nhiều, bỏ công nhiều thì phải được phòng rộng chứ đúng không anh em, làm gì có chuyện làm ít mà đòi được nhiều đồ xịn đúng không. Ok rồi, sắp rồi, chắc là thu hoạch nốt đợt này là đủ tiền mua nhà này đó, hợp lý này đấy, nốt đợt này đủ rồi. Nhà này không chia phòng thì mình chia thảm, chia giường. Ok. Này thêm mơ nữa nè, thêm trời mơ. Trời ơi, xong rồi em ơi, anh em đi bán này. Ủa, anh em lấy rồi hả? Đạo không phải, em giờ tính mua thêm mơ. Từ ra thì cứ đẹp đi, cứ đầu tư vào đi. Để coi xem đủ tiền cho đây. Để coi, ui, hình như là đủ, bạn ơi. Wow, nhiều tiền quá. Nhiều quá. Ui dồi ôi, tiền đang tăng lên, số dư tài khoản đang càng tăng lên. Ui dồi, để coi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9, 10, đủ tiền mua nhà, đủ tiền mua nhà rồi, đây, anh em theo tôi, tất cả theo tôi, đây, chuẩn bị, có nhà ở rồi, ok, đủ tiền rồi, yeah, win rồi, mua nhà là win rồi các bạn ơi, ok, thì hôm nay là mình cùng Naobi với cả Alucard và bạn Bạch Xà đã cùng nhau rồi góp vốn đầu tư mua được căn nhà các bạn ạ, thì ok, chắc là video xin phép được cái tuổi đấy thôi, các bạn có kiến góp gì muốn mèo peo là thử thách gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá, xin chào và hẹn gặp lại.